có món ăn không? Ở đây là toàn là đồ nhậu thôi. Cúc nè, có chân gà, rồi trong đây là thịt heo xi nướng. Rượu nếp thì bán sao? Bán là chai. Không ai uống chung với em, không ai chị uống với em được không? Cắn nó kêu rớp 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 luôn nè. Trời ơi. Đó. Rất là thơm. Mọi người ơi, hiện tại thì Gia Lai vào ban đêm thì cái không khí nó rất là lạnh đó. Không phải rất lạnh mà là xe lạnh thôi. Nói chung là cũng hơi lạnh và cảm giác rất là thích. Đó, thì hiện tại thì đói quá, bây giờ đang đi vòng vòng đây kiếm cái gì đó ăn. Và không cần kiếm nữa, trước mắt thấy một cái quán. Hình như quán này là quán nhậu. Chị, ủa ở đây mình bán chuyên về món nhậu, chị có món ăn không? Ở đây là toàn là đồ nhậu thôi, kệ ăn nhậu cũng vậy, đường nào cũng vô bụng mà. Trời ơi, không thả luôn. Chị đó, chị đang order cho khách trước, đi chờ chút xíu. Nem nem này là nem chua, đổi đó mình sẽ kêu thử một dĩa. Ui, cơm cháy nữa nè. Rồi ở trên đây á, mình nhìn thấy là có cúc nè, có chân gà, có cánh gà. Rồi trong đây là thịt heo xi nướng. Rồi để em đi ăn cái gì đây? Dạ, cho em nha, bây giờ cho em là đầu tiên là một cái phần cánh gà nướng nè. Rồi cho em hai ba xiên nè. Rồi cho em chân gà này bán sao? Chân gà bán một chục là 60. Một chục là 60. Một chục là 60. Một chục là 60. Một chục là 10 cặp đó hả? 10 cái. 10 cái là thành 5 cặp. Đúng không? Thôi em ăn có mình em đâu ăn dữ vậy. Vậy cho em 2 cặp thôi được không? Ok. Đó, cho em 2 cặp nè. Ăn cá khô không? Ăn cá khô không? Có cá đuối. Ở đây có cá đuối là ăn chấm với mắm gì? Mắm mè với lại tương ớt. Mắm mè với tương ớt. Vậy cho em một phần cá đuối nữa. Nhớ không? Nhớ không? Tổng cộng của em nè. Cá đuối nè. Thịt nè, chân gà nè. Rượu nếp thì bán sao? Bán là chai. Bán chai nhưng mà bây giờ là không ai uống chung với em, không ai chị uống với em được không? Ok luôn. Rồi nhớ nha, vậy là chị lấy cho em một chai rượu nhỏ nhỏ thôi, em với chị uống. Đó. Đó, vụ uống xong rồi cái lệnh cho say cái giả bụi nó cứ nghĩ tình chị em cái khỏi tính tiền. Rồi bây giờ đi vô trong ngồi. Rồi. Dạ trời. Đây. Trời ơi, chỉ trong vòng 1 phút 30 giây thôi, đồ ăn ngập bàn đỡ đây nè. Trời ơi, bây giờ không biết ăn món gì đầu tiên luôn. Trời ơi, chắc là cái món thịt nướng là món tôi khoái khẩu nhất. Ở trên đây là xứ sở lạnh cho nên tất cả các đồ nướng này đem ra chúng ta phải tranh thủ ăn chứ không để nó nguội. Đó, đây. Thịt này là thịt heo. Nhưng mà chị này chỉ mua là 3 chỉ chứ không mua nạc không.
ba chỉ xong rồi chị về chị ướp rồi xiên vô rồi nướng, vị rất là vừa ăn đây. Hiện tại trên bàn á là có tới 3 loại nước chấm, này là tương ớt để dành ăn gà, này muối nước xanh, rồi mắm me, mắm me là để dành ăn cá đú. Đấy. Cá đuối. Cá đuối này rất là giòn. Cá đuối này là người ta đã tẩm rồi, chỉ cần nướng lên rồi ăn thôi. Đó, chấm. Quá giòn luôn. Mắm me đó là ngon, nó không có phải là chua quá mà cũng không phải là ngọt quá. Rất là giòn. Nè, coi nè, cắn nó chua rớp 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 luôn nè. Có khúc giòn, có khúc dai. Thích nhất là biết gì không? Thích nhất là cái kiểu mà như nè, mấy cái người mà nhậu mà tiết kiệm mồi hoặc là không có mồi nhiều hết, cầm được. Chấm cái nước mắm me thôi là đủ thế đã rồi. Đây là cơm cháy trà bông. Trời. Trời. Nó giòn. Tưởng đem ra không khí lạnh về nó sẽ bị mềm chứ ai về nó vẫn giòn nha. Ngay thôi mà cũng cảm nhận được từ cái lỗ tai nó cứ rộp 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 nữa. Đây. Để ăn cánh gà. Đây. Đây. Gà này chúng ta sẽ chấm với lại muối tiêu xanh. Đây. Đây là gà công nghiệp. Nhưng mà không sao, gà nào cũng được, miễn sao là mình ướp với cái gia vị nó vừa ăn là được. Trời ơi. Em quay cuồng trong ba hồi. Ngửi thôi muốn lé luôn. Đó. Rất là thơm. Thiệt ra cái rượu này á, nó là rượu nếp, nó cũng có một chút đắng nè, một chút ngọt, nhưng mà đặc biệt rất là thơm của mùi nếp đó. Thiệt, uống thêm ly nữa đó, người ta kêu là rượu vào lời ra, cho nên phải uống nhiều nhiều đi, lát nữa biết cái để nói. Trời ơi, đã, nó đã gì đâu á. Nem chua. Trời ơi, ngục nem có chút xíu vậy. Trời đất ơi, coi nè, coi đã nè. Ác đàn không? Nè, trong khi cái cục nè, coi nè. Rượt rượt lên nè. Nè, coi nè. Cái cục nè. Đi vô nha. Trời ơi, cái xíu vô trời. Nhưng mà thôi, chắc là ở đây là cái kiểu nó như vậy, là người ta chỉ ấy những cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Trời ơi. Ở trong cái cuốn nem á, người ta sẽ kèm với lại một trái ớt hiểm với chổng. Trời ơi, đâu biết đâu. Mà nem rất là ngon nha mọi người. Nem á là cái độ chua vừa phải. Đây, nem nè, nem ở trong nó có bì. Đây nè, tôi nói láo đâu, thấy chưa. Có miếng ớt nè, đây nè, thấy chưa. Đó, như là mỗi cuộn nem nhỏ như vậy đều có một miếng ớt nhỏ trong đó. Cay quá, nhưng mà cay nó mới ngon. Nổi gì hết ra. Chân gà. Trời ơi. Cái món chân gà này á là cái món khoái khẩu của dân nhậu. Nhưng mà Huy không phải là dân nhậu, hôm nay là chỉ là tập tành thôi á, cho nên bây giờ cũng sẽ ăn thử. Sao không có thịt thà vậy hết trơn trời. Vậy mà sao mấy người nhậu người ta thích dữ ta. Đây. Cái gì. Này cũng ngon mà. Nó giòn giòn. Đó. Nó giòn giòn, cắn cho nó sực sực. Nó hơi cay cay. Là nó cũng hơi thơm thơm, mùi giống như là mùi ngũ vị hương á. Nói chung là rất là ngon. Trời ơi, hồi đó giờ là tưởng không ngon. Ai vậy là ngon không tưởng. Vô tình có thêm một món nữa.
Lên Gia Lai chúng ta sẽ rất là dễ dàng bắt gặp những quán nhậu đêm và mở rất là khuya. Từ quán trong nhà cũng có nè, ở ngoài cũng có nè, mình là đường cũng có nữa. Trời trời, tự nói tới đây cái cảm thấy lo quá. Tại vì dạo gần đây ra cái luật là hơi khó đấy mà. Không, ra cái luật đó cũng tốt thôi. Nhưng mà vậy thì mấy quán nhậu này chắc là sẽ vắng khách bớt á. Nhưng mà thôi không sao, vậy đi cho nó an toàn. Đó. Say quá chị ơi. Say quá. Trời ơi, cảm ơn chị đã, trời ơi, đã mang đến cho em một bữa ăn khá là ngon. Ở đây hả, ta nói hả, gà nha, gà ướp rất là vừa miệng. Và đặc biệt là cái xiên thịt nướng đó cũng ướp cũng vừa miệng luôn. Rồi nói chung là cá đây, cá ngon. Cá chấm mắm me, mà mắm me ở đây làm xuất sắc. Trời ơi, mắm me làm xuất sắc. Chị, ở đây là mình là địa chỉ là ở đâu chị? Đây là vòng xoay gì? Các bạn có nghe rõ không? Nếu như lên Gia Lai các bạn mà muốn nhậu những món khô đó thì các bạn phải ghé chị Hằng, Bùng Binh, Lên Lai, Hùng Dương. Và xin cảm ơn mọi người đã vừa mới theo dõi Phạm Huy cùng trải nghiệm một đêm nữa ở tại thành phố Gia Lai trong series đặc biệt Đi Đu Đi Đâu. Bây giờ tính tiền rồi, giờ về. Bé ơi, ngủ đi, đi về ngủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay. Và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.